Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Quay Edit X đột kiển đầy hấp dẫn đi cùng với cái nồi cơm 53cc của một cái học sinh năm 2000. Cái chiếc quay Edit X là một trong những cái dòng xe số của nhà Honda. Từ lúc trình lạc em ấy đến nay thì nhận được cái sự quan tâm chú ý của người tiêu dùng. Có những bản độ từ các baker chơi xe thì cũng rất ít, nhưng khi được độ lên thì chúng ta thấy cái chiếc quay này rất độc đáo, cứng cáp, mạnh mẽ. Dẫn chứng là cái chiếc quay NX đột kiển dưới đây đến từ Baker sinh năm 2000, ngụ ở Nhà Bè. Xem qua tổng thể thì con chiến mã khoét cho mình bộ áo mang cái gam màu là trắng đen, được có màu hài hòa, toát lên cái sự thể thao. Tuy nhiên người chủ cũng đã quyết định lột xác cái bộ tem, nhìn là phong trần, độc đáo hơn. Theo chia sẻ từ người chủ sinh năm 2000 thì tổng giá trị cái sự thay đổi này khoảng là 10 triệu đồng. Một con số là không quá lớn, nhưng nó khiến chiếc xe trở nên ấn tượng, lung linh hơn rất nhiều trong mắt người xem. Và cốc này thấy được cái sự xuất hiện của cụm thắng của Rambo. Việc gắn hoàn chỉnh cái mẫu này bắt buộc phải khoét cái phần bợ đồng hồ tí xíu. Tay có thiết kế cũng sắc sảo từ nhôm CNC, được kết hợp cái chức năng chống gãy, núm tăng chỉnh cái khoảng cách theo thước tay từ mỗi người. Không những làm kiển mà nó còn giúp cho việc hiện phanh trở nên là ổn định hơn rất nhiều. Để tốc nhanh hơn thì người chủ đã trang bị một cái cụm tăng Domino với hành trình ra được cút nhanh đến kể cho tốc nhanh hơn. Cái dàn chân thì ống ánh cái sắc vàng với cái niềng nhôm Thái Lan đi kèm cái đường phay kiểu Thái Lan. Việc chơi bánh căm giúp trọng lượng chiếc xe giảm đáng kể cho tốc nhanh hơn. Hệ thống cái giảm sóc sau White S bình dầu cho cái độ nhúng êm ái hơn, cũng như tăng thêm cái sự cứng cáp cho em ấy với cái sắc màu đỏ mạnh mẽ từ cái lò xo. Tuy phục cái thước lớn hơn zin, đáp ứng rất tốt độ nhún nhảy hợp lý cho mọi địa hình. Các tay được lò bỏ và ta có dễ dàng quan sát rõ cái sợi sên ống ánh cái sắc vàng cực đẹp, hướng phong cách đại kiển. Theo như chia sẻ từ người chủ thì con chiến mã này đã được độ cái nồi cơm 53cc giúp cho xe bốc hơn rất nhiều. Hệ thống phanh trước được nâng cấp với hệ cốt Rambo 2bis đi kèm cái mắt nhôm CC. Và chiến mã đang đổi dáng cùng với cái người bạn là Exciter 135. Vario 150 mang cái hơi thở độc hại từ cái khẩu Aros. Cái chiếc Vario 125 hay còn bước đến là cái chiếc Lead 100 đều là hai mẫu xe tay ga tầm trung đang hot ở vùng Đông Nam Á. Với thân hình nhỏ gọn nhưng mang một cái sức mạnh vô cùng ấn tượng. Dù không được phân phối chính hãng từ Honda Việt Nam, nhưng người tiêu dùng cũng có thể sở em ấy thông qua các hàng bán xe tư nhân. Chiếc xe được trang bị rất nhiều chi tiết body kit từ Honda Indo, kết hợp cùng những đồ chơi cũng đắt tiền, thương hiệu để tạo ra cái sự thẩm mỹ, cũng như gia tăng cái phần hiệu năng cho con chiến mã này. Món đồ chơi đầu tiên mình muốn nói đến đó chính là cái kính gù CNC được minh lại cái chân kính Rizoma CNC đồ chơi, có thể chế xây 360 độ, có thể ship hình vào trong cái kính gửi xe cũng rất là tiện lợi. Hóa ra đây cũng là còn cái thấy tay thắng của CIC IC2. Mẫu tay ngắn này dùng cho những cái bản tay ga khác nhau. Cái phần tay đi cùng với một cái bản lề CNC, nếu có thể tháo rời và thay thế cũng rất là thuận tiện. Nhìn xuống cái dàn chân trước, thấy những góc ảnh của cái đĩa kiểu Rambo, cái size là 220, đi cùng cái heo dọc Rambo lớn lớn 2m xứng, được xem là độ thẩm mỹ cũng như cái cải thiện lực phanh rất nhiều cho chiếc xe. Trang trí xung quanh đó là cái có trước và cái dàn ốc roti xanh tím vô cùng đẹp mắt. Trang bị cái ốp lọc gió Sinfast, sản phẩm cấu tạo từ cái chống tia UV, làm giảm những cái tác hại của ánh nắng mặt trời và không bị ố vàng sau thời gian dùng dài. Cái đồng thời nó bật cái phần lọc gió bên trong, người chủ đã kiểm tra cái độ dơ đến hiện cái vệ sinh tốt. Sử dụng cái vụt Holin với cái bình dầu rời phía sau, có cái tổng chiều cao là 330mm, cao hơn rất nhiều so với vụt xin. Vậy đuôi xe có phần là cao hơn. Cuối cùng kết hợp cùng một cái dàn ốp tình khủng trên xe, đó là một cái nọng súng đầy mạnh mẽ, quy lực từ Cable Hanros. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn gặp lại trực tiếp, nhớ like, subscribe.